hôm nay Lê Hải cùng VMC Việt Nam tiếp tục đem đến cho mọi người một cái khóa học giúp chúng ta có thể là có những động tác massage bấm huyệt để cải thiện máu lên não. Chưa biết bao giờ để bấm những nguy hiểm không thế nọ thế kia rất nhiều thứ đúng không, nhưng mà thực tế này khi mọi người xem Lê Hải dẫn, mọi người xem cách Lê Hải và chia sẻ và xem kỹ cái phần thực hành, chắc chắn mọi người sẽ dùng được. Massage là nghệ thuật chúng ta kết nối thân tâm, chúng ta đưa tâm trí về cơ thể mình. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy khi kẻ ngang hai đầu lông mày, chúng ta thấy một cái điểm ở giữa này. Đấy, ở vùng này ấy, sẽ có một cái rãnh nhỏ nhỏ ở đây. Đấy, chính cái rãnh đấy, chính chỗ mà Lê Hải đang đặt cái đầu ngón trỏ đây chính là huyệt ấn đường. Tăng lực một chút, ấn nhẹ xuống và bắt đầu di chuyển linh hoạt. Vâng. Đây, gáy này này, nó thông máu lên não rất hay. Đây, Lê Hải quay này nhá. Đấy. Đấy, dài này. Tất nhiên là dài một lúc ấy, có thể tay nó mỏi. Tay nó mỏi thì nghỉ. Nghỉ hết mỏi lại ra, hơi ngửa cổ ra sau rồi.